Song Thế Sùng Phi là bộ phim xuyên không ngọt ngào đã nhận được không ít tình cảm từ phía khán giả. Ngay khi phần 2 của bộ phim còn chưa kết thúc, phía nhà sản xuất đã công bố sẽ tiếp tục sản xuất phần 3. Điều này thật sự khiến fan hâm mộ vô cùng vui mừng và mong ngóng. Phần 3 này dự kiến sẽ có nhiều sự mới mẻ và có thể sẽ không còn màn xuyên không nữa. Song Thế Sùng Phi xoay quanh nhân vật nhân viên bất động sản Khúc Tiểu Đàn do Lương Khiết thủ vai, vô tình xuyên không vào Khúc phủ, sống chung một thân thể với nhị tiểu thư là Khúc Đàn Nhi. Linh hồn Khúc Đàn Nhi, một nòng say đắm Mặc Dịch Hoài do Vương Thụy Sương thủ vai. Nhưng linh hồn của Khúc Tiểu Đàn lại dành tình yêu cho Bát Vương gia Mặc Niên Thành do Hình Chiêu Lâm thủ vai. Cuối cùng, Đàn Nhi bị suy kiệt nguyên khí mà tiêu tán linh hồn, chỉ còn Tiểu Đàn sống tiếp với thân phận Bát Vương Phi. Phần 2 của Song Thế Sùng Phi là câu chuyện tìm vợ cảm động của Mặc Liên Thành sau khi đôi vợ chồng bị chia cắt ở phần 1. Sau phần 2, khán giả tiếp tục hô hào và mong đợi Đàn Thành phù phụ, khiến cho nhà sản xuất nhanh chóng lên tiếng sẽ cho sản xuất tiếp phần 3 của bộ phim. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng và fan hâm mộ đang tỏ ra lo ngại vì không thể đoán được nội dung của phần 3 Song Thế Sùng Phi sẽ xoay quanh điều gì. Xoay quanh nội dung của phần 3 này có 3 giả thiết lớn được đưa ra. Giả thiết 1, lấy bối cảnh thời hiện đại. Đây là giả thiết được nhiều cư dân mạng đưa ra và rất đồng tình. Giả thiết 2, lấy bối cảnh Huyền Ninh Đại Nục. Đây là lời Thái Thượng Hoàng và Đồng Nhạc Phi Thăng, cũng chính là lời hé lộ thân phận tộc trưởng của Khúc Đàn Nhi và mối ân oán với Mặc Liên Thành. Giả thiết 3, cả hai vẫn quanh quẩn ở Đông Nhạc Quốc. Đây là giả thiết có khả năng xảy ra ít nhất, tuy nhiên vẫn không thể loại trừ. Có thể nhiều tình tiết mới sẽ tạo lên điểm thú vị cho bộ phim thì sao? Tuy có nhiều thông tin lan truyền trên mạng là thế, nhưng dự án Song Thế Sùng Phi 3 chỉ mới đi vào giai đoạn chuẩn bị, còn mất nhiều thời gian rất lâu để có thể ra mắt khán giả. Hy vọng rằng fan hâm mộ sẽ luôn yêu thích và ủng hộ cho đoàn làm phim. Ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.